Hello mọi người, nhất là các em trai tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là một cái tuổi mà nếu như mà xét theo mọi người, người xưa từng nói trai nhâm gái quý, mà chúng ta là trai mà nắm Quý Hợi là một cái gọi là biển nghịch số. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta có cái vị trí là con Hợi, một cái con khá an nhàn và dễ thương, thì chúng ta cũng có được một cái sự gọi là sung sướng nhất định so với các tuổi khác, đỡ nhàn thân nhiều lắm. Thì đây là video clip anh làm về tuổi, làm về cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018. Đầu tiên hết á, là các em năm nay là mạng thủy, đại hải thủy gặp năm bình địa mộc á, là sinh xuất bổn mệnh của mình sẽ bị yếu. Nhưng mà các em có một cái sao rất là tốt, đó là sao Mộc Đức, một cái sao mà một cái tinh quân rất là tốt cho nam giới cũng như nữ giới, thì đem lại may mắn và gia lộc rất tốt. Hạn thì các em bị huỳnh tiền, thì cái hạn này thì thường là hay gặp bệnh nạn chứ không có gặp tai nạn, chủ yếu là bệnh. Vận niên kê giáp viên, tức là gà về vườn, là một vận niên tốt trong cái mà về làm ăn. Thiên can quý gặp mậu á, thì tương xung bất an. Địa chi hợi gặp túc, túc á, thì xét về đạo âm ngũ hành á, là khắc nhập hao tổn. Thì như đã làm các video trước thì mọi người đã biết, thì trước hết thì chúng ta phải xét thiên tính của tuổi nam Quý Hợi này cũng như thế nào, để kết hợp với lại cái tử vi của chúng ta của năm nay. Thì như đã nói ở trong các video clip về cả trọn đời của Quý Hợi sinh năm 1983, thì các em trai tuổi Quý Hợi đa phần là người hiền lành, hoạt bát vui vẻ, ngay thẳng, thích với cuộc sống và mẫu mực, thường thì an nhàn. Nếu theo đường học vấn thì đến nơi đến chốn thì thường có thể trở thành người làm ăn phát đạt, tại vì lợi dụng vào sự hiền lành và cái thông minh của mình. Nhưng mà các em thì nên làm các nghề chuyên môn, chứ còn mà đi mà buôn bán thì khó thuộc. Các em khó làm được nghề buôn bán do các em hiền quá, mà thiếu cái sự gọi là ma lanh trong thương trường, cho nên là đi làm công, làm công nhân, làm này kia thì được, chứ còn mà mưu mẹo thương trường thì không phải là số nghe. Tâm tính thì hiền lành, đó là điều này ha. Đôi khi trở thành có lắm lúc là bị nhung nhược, người ta nói mình nhung nhược nhưng mà không phải, là mình hiền lành thôi chứ không phải nhung nhược đâu ha. Không dám đương đầu với sóng gió lớn ha. Vì vậy chỉ thích hợp làm việc ở văn phòng ha, hay là một cái môi trường ổn định thôi, hay nghề chuyên môn, thì rõ ràng là không có chịu được nhiều cái ở cái môi trường biến động đổi thay, cho nên là cỡ khó trở thành cấp lãnh đạo mà chính, thường là phó thôi. Bây giờ cũng này phó nhiều hơn chính, là chính vì điều vậy. Công danh sự nghiệp á, thì với tuổi của Quý Hợi nam mạng á, thì thường là không cao, không nhiều người làm cao. Nhưng cuộc sống thì không bao giờ mà rơi vào túng quẫn hết á. Không có thì cũng có cái người này người kia giúp đỡ vì và hay nữa là có tính lo xa. Nếu mà thuận sanh mùa thu và mùa đông á, thì thường đó là danh lộc thăng tiến, sự nghiệp dễ thành, nhưng mà nó chỉ ở mức trung bình khá thôi chứ không cao ha. Không có nghịch sanh đổi số á, thì phải chịu thăng trầm chao đảo từ gia đạo cho đến công việc, thì tuổi nào cũng vậy thôi. Mình lỗi số mình phải chịu, bản thân của Quý Hợi đã là lỗi số rồi nhưng mà là nhờ tâm tánh hiền lành đi ra đời thì được nhiều người thương, nhiều người giúp đỡ sau hậu vận, tức là sau 45 tuổi thì người này mới vượng phát, vượng an vui thăm nhàn thì đó là thiên tính của các em. Và nếu như mà về xét về sự nghiệp và danh vọng ở trong cái năm 2018 là một tuất này đối với tụi các em á, thì năm nay các em được sao Mộc Đức chiếu mạng, thì cái sao này để em xin nhiều may mắn cho công danh toan tính thì sáng dễ thành, mưu sự chuyện lớn ok. Sao Mộc Đức á, thì là thuộc hành mộc, đối với người mà mạng thủy của các em á, thì nếu gặp khó khăn
thì cũng dễ vượt qua. Tuy là chúng ta thủy sinh mộc nhưng mà dù gì nó cũng là một cái cộng sinh với nhau, cho nên là cũng dễ vượt qua. Hạn thì gặp mình tiền á, thì cần giữ gìn sức khỏe, chủ yếu là bệnh nặng dẫn đến trở ngại trong công việc. Năm nay công việc trở ngại á, không phải là do khó khăn của anh, mà do nội tại của chúng ta, sức khỏe của chúng ta nó không ổn ha. Về mà vận niên á, vận niên là kê giáp viên à, thì sao? Kê giáp viên tức là gà về vườn, tức là đây là chúng ta cứ nghĩ thì chúng ta đang quay về một cái môi trường rất là thuận lợi cho công việc làm ăn khả quan ha, môi trường làm việc khả quan thuận lợi nên không lo thiếu tốn tiền bạc. Đây là một cái vận niên khá tốt ha. À, nó tốt cho danh lộc, dễ thăng tiến ha, vì là những đóng góp của mình bỏ ra, những cái công sức của mình bỏ ra, chứ còn về tiền bạc thì chưa chắc là thăng tiến ha. Nhưng mà về tứ trụ á, thì năm 2018 này á, là thiên hư và địa tổn. Cuộc sống mà gặp cả thiên hư và địa tổn này á, thì cuộc sống sẽ gặp có nhiều bất lợi, từ công danh tài lộc cho đến tình cảm gia đạo đều có nhiều cái khó khăn trở ngại. Mọi việc cần dè dặt, đừng nên mưu sự chuyện lớn. Khi mà mưu sự chuyện lớn thì phải ngó trước ngó sau ha. Tự gì á, là tiền nhiều ha, danh lộc ở trên chúng ta có vận niên tốt, nhưng mà mưu sự chuyện lớn mà cái gì đó thì phải cần cẩn thận, do là cái tứ trụ chúng ta không tốt. Rồi như vậy á, là phối hợp với các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành á, để luận giải á, năm nay căn mậu thì nó thuộc dương rồi, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái thủy, hỏa sẽ vượng à. Đối với các em á, mạng và đại hải thủy á, gặp năm hỏa vượng như thế này á ha, thì á, là gọi là tương khắc. Nhưng mà rất may là chúng ta tương khắc năm, tuy không thất bại ha, chính vì vậy á, là sẽ không thất bại, nhưng mà thành quả tạo được bị hao tổn phần nào, được cái là sao chiếu mạng rất tốt à, có thể gặp người giúp đỡ nè, hay có cơ hội tốt để danh lộc thăng tiến. Tuy nhiên năm nay về tứ trụ thì bất an, cuộc sống sẽ gặp nhiều chống trái của đồng nghiệp, ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy chỉ nên làm các việc mà trong tầm tay, và nhất là các việc cũ. Thí dụ như các em năm trước các em làm việc này, các năm nay phát huy nó hơn. Đừng bao giờ nhảy việc này sang việc khác và trái với cái sở trường của mình. Những việc mình quen làm thôi, mình phát huy nó. Năm nay là năm mình có thể mua sự chuyện lớn, nhưng mưu sự chuyện lớn trong cái công việc môi trường của mình, chứ đừng có mưu sự chuyện lớn là một cái chuyện hoàn toàn trái ngược, thì sẽ đem rắc rối vì cái tứ trụ nó không có ok. Chính vì cái tứ trụ không tốt á, nên á, là coi như gia đạo sẽ có khó khăn. Mọi việc đó là cần cẩn thận. Có thể nói đây là năm khó khăn, nhưng là không thất bại với các em trai tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận đang năm nay của 2018 đối với các em là bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có thể chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại vận 10 năm từ năm 34 tới năm 43 tuổi á, là cái giai đoạn mà sự nghiệp của người Quý Hợi này hưng vượng ha, gặp nhiều may mắn à. Nhưng mà tiểu vận xấu, tiểu vận năm nay xấu bại địa này á, hy vọng là sẽ được cái đại vận của chúng ta nó bao trùm lên, nó không có gây cho chúng ta cái khó khăn à. Đó là một cái hay. Cung tiểu vận á, thì có Long Đức nè, Hồng Loan, Đại Hao. Công việc làm ăn luôn có người giúp đỡ ủng hộ, tài lộc thì tăng cao nhưng cũng bị hao tán nhiều, đặc biệt đừng để tình cảm chi phối, có thể gây mất mát tốn hao tiền bạc thì có Long Đức, nhưng mà Hồng Loan đi trước Đại Hao, thì nếu như có dính với gái ha, thì chắc chắn là hao tốn là cái chuyện đương nhiên. Với tướng ấn quyền năm nay nhập trong cung, thì năm nay cái địa vị và cái vị thế của cái người nam Quý Hợi 1983 này sẽ được chủ động, thậm chí là được đề bạt để mà thăng tiến, có cơ hội để thành công. Đồng cung thì có Lực Kình ha, Phá Quân, thì chắc chắn là những cái tinh quân này là sẽ nói cho
biết đó là khó tránh khỏi nhiều cái sự trở ngại do tình thế đổi thay và có người cạnh tranh chống phá, nhất là những cái người và đồng nghiệp ha. Mặc dù được nhiều sức giúp đỡ nhưng chắc chắn là phải hao tốn nhiều tâm sức thì mới ổn định được cái tình trạng phát triển của mình, cái dự định của mình ha. Đó là những người mà làm về đường quan vận hay là trong hãng sử. Về mặt tài chính á, thì với thiên mã ngộ lộc thì ngộ lộc tồn á, thì tiền tài đến nhanh nhưng cũng không ổn định. Cung mệnh thì có bệnh phù, hung thần, bản thân có thể bị ốm đau gây trở ngại cho công việc. Bản mệnh của năm sinh xuất là thủy sinh mộc nên đừng quá ôm đồm ha, lỡ khi ốm đau dễ bị thất thoát tiền bạc. Đây là năm có thể mưu tính lớn nhưng nên cẩn trọng sức khỏe để đảm đương mọi việc. Tốt nhất là nên chỉ phát huy những gì đang làm, đừng thay đổi hoặc làm những việc không phải sở trường. À, như đã nói ở trên ha, cái đó là cái tử vi này cũng vậy. Đặc biệt á, là cung tài bạch có rất là nhiều tài tinh hội tụ, năm nay á, sẽ làm ra rất là nhiều tiền, còn tích lũy được hay không á, là còn phải xét về các cái tinh quân nhập hạn ha. Cung tài bạch là có nhiều tài tinh là tốt rồi, làm ra nhiều tiền là mừng rồi, còn cái chuyện giữ được không, cuối năm giữ được nhiều ít là do bản thân mình ha. Nhìn chung các mặt nè, năm nay từ ngũ hành ha cho đến ngũ hành thì bất an nè, công việc làm ăn chỉ được gọi là nhân hòa, không có thiên thời địa lợi do là thiên hư địa tổn ở trên, nên khó tránh khỏi nhiều cái khó khăn. Nên ôm việc cũ mà phát triển sự nghiệp vẫn không có gì lui sụp, thậm chí còn có thăng tiến về danh lộc. Có thể nói đây là năm tương đối về sự nghiệp tiền tài nhưng lại khá bất ổn về sức khỏe ở những tháng giữa năm hỏa vượng. À, rồi còn giữa năm hỏa vượng bị như thế nào thì lát nữa vào cái phần mà vận hạn của 6 tháng đầu năm đó, thì anh sẽ phân tích rõ hơn ha. Còn về mặt tình cảm và gia đạo á, năm nay công việc làm ăn tuy thành công nhưng vấp rất nhiều trở ngại, tâm tư tình cảm vì thế cũng có phần ảnh hưởng. Vốn là người lãng mạn dễ thu hút người khác phái, năm nay hồng loan và đào hoa lại vận hành mạnh cho nên ngoại duyên rất là dễ sinh, có thể gây bất hòa nếu các em ham vui gây tai tiếng làm khổ vợ con. À, các em mà hướng nội á, quan tâm nhiều hơn đến vợ thì tình cảm vợ chồng càng thêm thấm thiết, tại vì hồng loan với đào hoa nó nằm chung ha, thì tình cảm rất là dễ phát sinh. À, các em được gia đạo tương trợ, nếu như mà các em mà không có ngoại duyên thì các em về nhà rồi kia tình cảm vợ chồng tốt thì gia đạo tương trợ khi gặp khó khăn trong công việc rất là tốt. Năm nay có thể thêm cháu bé nếu muốn, những đứa bé mà tuổi Tuất á, lớn lên khá lành tính, sống trượng nghĩa ha, ngay thẳng. À, tuy nhiên á, lại khá vất vả do nắm thiên can là chữ mậu ha. Anh cũng nói luôn chứ để mất công, nói trời nói dễ thương đó là nói nó nghe nhưng mà sao nó khổ quá thì cũng tội. Anh cũng nói trước là nắm chữ mậu thì cuộc đời gặp nhiều sóng gió nhưng mà họ là trượng nghĩa ha, đa phần chỉ có riêng chữ mậu chứ ông mậu thân là giàu thôi chứ còn không có ông nào giàu sớm được hết. À, rồi đối với các em độc thân á, năm nay á, thì có nhiều bóng hồng vây quanh do là đào hoa với hồng loan nó cùng hoạt động rất là mạnh. À, nhưng đừng để tình rối như mớ bồng bông khó gỡ mà lại tai tiếng. Nếu biết kiềm chế, đây có thể là năm các em sẽ gặp được người trong mộng mà xây dựng cái hạnh phúc gia đình. À, ngon lành ha. Còn về mặt sức khỏe thì năm 2018 là Mậu Tuất này á, với hạn huỳnh tiền thì đặc biệt các em cần quan tâm về mặt sức khỏe của mình và tránh đụng chạm phạm thân. Tổn hại nhất là ra máu ha, đặc biệt cung mệnh có bệnh phù hung thần, cẩn thận trong ăn uống dễ bị trúng độc. À, ngoài ra cần phòng tai nạn khi đi đường, lái xe cẩn thận. Năm nay phải có thể nói là năm sức khỏe các em là vấn đề chính chứ không phải vấn đề tài lộc ha. Bổn mạng bị sinh xuất ha, sức khỏe thì bị hình tiền cho nên là bổn mạng có thể kết luận là bổn mạng của em các em trai khá yếu cho nên là cẩn trọng là điều tốt nhất. Rồi đó là cơ bản về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Quý Hợi, năm mạng của các em.
Thì để cho là rõ ràng hơn thì em có, anh có làm luôn cho cái phần mà vận hạn 6 tháng đầu năm, để các em biết rằng là tháng nào tháng suông của mình và tháng nào tháng nên tránh. Và cái thiên nhiên như đã nói trên là vào cái nơi nào là hỏa vượng nhiều và không tốt cho cái người mạng đại thủy của các em. Thì đầu tiên hết của tháng giêng năm Mậu Tuất là tháng Giáp Dần. Tháng giêng của năm Mậu Tuất được tính là từ ngày 16 tháng 2 cho đến khoảng ngày 15 tháng 3 là 14 tháng 3 gì đó. Chắc 14, 15 gì đó. Nói chung là bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 cho đến 16 tháng 3 đi, mình tính vậy đi. Là tháng giêng của năm Mậu Tuất. Thì tháng giêng này là tháng Giáp Dần, mà tháng Giáp Dần là tháng thủy. À, như vậy là thủy cùng hàn, bản mệnh tốt. Thiên can giáp quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, địa chi Dần Hợi thuộc nhóm lục hợp nhưng nó cũng là lục xung. Dần thân tỵ hợi, nhưng mà Dần Hợi nó xa nhau cho nên nó lục hợp. Đây là sự hòa hợp của gia đạo cũng như may mắn về tiền tài, không lo thiếu hụt. Như vậy khởi đầu tháng giêng của năm Mậu Tuất là tháng có thể nói là tốt đối với các em. Thì vì sao? Mệnh đồng hàn. Khi mệnh đồng hàn á, không bị tương khắc á, thì cái sao, cái tinh quân ở trong người của chúng ta, cái sao mộc đức nó được phát hơi huy một cách tốt nhất. Thiên can không có bị xung khắc gì hết thì công việc cũng không bị ảnh hưởng. Dần Hợi lại là lục hợp, mà lục hợp thì biết rồi, nó sẽ đem ra nhiều cái sự phát sinh tài lộc cho các em. Có thể nói là tháng giêng là tháng may mắn. Rồi tới kế tiếp tháng 2 là bắt đầu từ khoảng ngày 16 tháng 3 đi, mình cứ tính đi ha, 16 tháng 3 là bắt đầu tháng 2 âm lịch cho tới 16 tháng 4 là tháng Ất Mão. Tháng này cũng là một tháng thủy, như vậy là giống như trên, mệnh cũng đầu hàng, bổn mệnh tốt, sức khỏe không phải lo lắng. Thiên can Ất Quý cũng vậy, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi Hợi Mão Mùi là tam hợp. Có tam hợp hóa còn được tam tai chứ gì hóa, có tam hợp tháng, mệnh đồng hàng, thì anh hy vọng rằng là đây là cái tháng mà có thể nói là thành công mỹ mãn đối với các em ha. Không có việc gì hết mà còn được tương hợp của Hợi Mão Mùi tam hợp nữa. Như vậy thì rõ ràng tháng 2 là tháng ok. Như vậy tháng 1 và tháng 2 là có thể nói là hai tháng khởi động của năm này đối với người nam Quý Hợi 1983 là ok, không có việc gì xảy ra hết, thậm chí là thuận lợi nữa trong làm ăn cũng như giao tiếp mọi việc. Tháng 3 âm lịch là tháng Bính Tình, tháng này có thể nói là bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 dương lịch năm 2018. Thì tháng Bính Tình là tháng thổ, thì mệnh thổ khắc thủy. Thì như vậy là mệnh bị tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe, đề phòng bệnh nạn. Thiên can Bính Quý cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như trên ha. Thiên can thì nặng nhiều về mặt công việc, cho nên là thiên can bình hòa này thì công việc cũng không có gì rắc rối. Thìn và Hợi cũng vậy, tự chủ, không thương hại, không hình hợp gì, không cũng không gì hết, nói chung là không có liên quan gì với nhau hết. Như vậy đó là tháng 3 thì tháng về công việc và gia đạo thì không có việc gì, nhưng các em phải đặc biệt chú ý là tháng này các em rất là dễ bị bệnh. Vì sao? Vì bổ mạng thổ của tháng khắc bản mệnh chúng ta, mà bổ mạng mà tương khắc gặp chúng ta là cả năm bị sinh xuất nữa, thì rõ ràng cái bổ mạng, cái sức khỏe chúng ta là cái vấn đề chính. Tiếp đến đó là tháng 4, tháng này là tháng Tân Tỵ, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 cho đến ngày 16 tháng 5 dương lịch 2018. Thì tháng này cũng là tháng thổ, như vậy thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe và bệnh nạn. Thiên can chữ quý khắc chữ đinh, quý của Quý Hợi khắc chữ đinh của Đinh Tỵ. Thiên can tương khắc tháng, công việc không tốt, dễ sinh trở ngại, hao tài thị phi. Địa chi Tỵ, Dần thân Tỵ Hợi, Tỵ Hợi lục xung. Lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau trong cái địa chi ha, trong cái đạo ngũ hành. Như vậy thì rõ ràng một cái tháng cực kỳ nguy hiểm. Tại sao? Mệnh bị tháng khắc thiên can thì chữ quý khắc chữ đinh,
đó là cũng thiên can của các em khắc tháng, tỵ với hợi là lục xung. Thì rõ ràng là có ba cái để xét tốt xấu ở trong cái tháng, thì cả ba đều bị tương khắc, là các em thì cực kỳ cẩn thận tháng này. Tại vì sao cả ba cái tương khắc này, cái sao một đức không, nó không đủ để cứu giải của các em, nó sẽ chắc chắn gây ra nhiều hung họa. Là các em thì âm cẩn thận mọi điều, giao dịch lớn là không sẽ để xảy ra trong việc này, và những cái chuyện quan trọng mình sẽ để ra ngoài lề, chứ không bao giờ để trong tháng này. Tháng này gọi là nhìn thôi chưa đủ, mình chịu nhục luôn cũng được để cho nó qua đi ha. Thì các em thì do là người đã vốn tính hiền lành, giỏi chịu đựng, từ vì thủy mà có ai lấy tay đấm bao nhiêu vô nước thì nó cũng như không ha. Thì thôi kệ, mình ráng sống theo đúng tiếng là mình hiểu mình để vượt qua cái tháng này ha. Rồi tiếp theo là tháng Ngọ Ngọ, một tháng năm âm lịch, tháng Ngọ Ngọ. Thì tháng năm là Ngọ Ngọ là tháng hỏa, mệnh là thủy khắc hỏa, tới phiên là bản mệnh khắc tháng, bổn mạng cũng yếu, cũng có vấn đề, nhưng mà sẽ vượt qua được nhẹ nhàng thôi. Có bệnh thì uống viên thuốc cũng hết ha, cũng không có chuyện gì. Thiên can Mậu Quý, Mậu sẽ hợp Quý, đây là sự hợp đa lễ chủ về chữ lễ, thì dễ sinh cái mối quan hệ trong công việc làm ăn, dễ sinh tài lộc. Ngũ hợp này sẽ tác động cho công việc rất là nhiều, sinh tài lộc ha. Ở trên thì chúng ta là bị thiên khắc rồi, xuống đây thì bước qua tháng năm thì rõ ràng là sẽ có điều tốt hơn. Rồi tới địa chi Ngọ với Hợi, tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp gì nhau hết. Như vậy là bước qua cái tháng tư mà gọi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Thì đến tháng năm này thì có thể nói là giống như là chúng ta có bệnh ở trong tháng tư mà thấy chữa không hết đi nữa, thì qua tháng năm này cũng sẽ bớt. Tại vì chúng ta bản mệnh của chúng ta khắc tháng, chứ không phải tháng khắc bản mệnh như tháng năm, tháng ba tháng năm ha. Cho nên là có thể nói là có đi nữa thì cũng không đến nỗi nào. Thiên can thì được ngũ hợp, mà ngũ hợp thì tương sinh rất nhiều thứ, nó thậm chí là một tương sinh cho cái địa chi gia đạo luôn. Cho nên là tháng năm cũng là một tháng ok. Tuy nhiên người của chúng ta là người đại hải thủy, tháng năm người năm nay đã là hỏa vượng, tháng năm là tháng hỏa nữa, cho nên là không có tốt lắm cho như những gì mà Tử Vi đã nói đâu. Cầu 50% của cái đó là được rồi. Tại vì dù gì đi nữa, tổng năm thì bản mệnh hỏa rất vượng, giờ chúng ta có đại hải thủy đi nữa, có biển lớn thì nữa, gặp lửa nhiều chứ chắc dập được. Mà theo như tính toán nè, ông Mậu Ngọ là thiên thượng hỏa, Kỷ Mùi cũng thiên thượng hỏa, mà thiên thượng hỏa thì nước đâu có dập được, chỉ tạo ra thôi chứ không dập được ha. Cho nên là cẩn thận nhất về phần sức khỏe cũng như mọi điều khác, chứ không phải là đơn giản đâu. Tháng 6 âm lịch tức là tháng Kỷ Mùi, bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 7 thì tháng Kỷ Mùi là cũng một tháng hỏa luôn, cũng là thiên thượng hỏa luôn. Mệnh là thủy khắc hỏa ha, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng dễ bị ảnh hưởng nhưng mà nhẹ. Thiên can chữ Kỷ nó khắc chữ Quý, thiên can tương khắc, không may mắn cho công việc, tài lộc dễ bị ảnh hưởng. Địa chi là Hợi Mão Mùi, dấu hiệu của tam hợp, đem lại nhiều sự may mắn. Nhưng mà chúng ta biết rồi, sao mộc đức là hành mộc, chơi vô tháng này hai cái tháng hỏa liên tiếp thì nó đốt cái sao mộc đức. Cái sao mộc đức không phát huy tác dụng, không phát huy tác dụng được thì bổn mệnh không bị tương sinh. Thiên can gặp chữ Kỷ các chữ Quý nữa là chết rồi. Dù rằng chúng ta có địa chi tam hợp Hợi Mão Mùi, nhưng anh nghĩ rằng nó không đủ cái lực để mà có thể khắc chế hoàn toàn những cái gì mà đã cảnh báo ở trên. Những tháng mà hỏa vượng này nó sẽ đem lại nhiều cái điều không tốt. Cho nên là các em thì anh đặc biệt cẩn thận từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, 3 tháng này là anh phải cẩn thận nhiều điều. Nhất là tháng 4 ha. Hai tháng này thì tuy là hỏa vượng nó cũng gây khó khăn cho các em thôi, chứ không đến nỗi nào gì. Dù gì đi nữa thì cũng các em cũng là nước, có thể dập lửa. Nhưng mà tháng 4 thì tháng cực kỳ nguy hiểm. Như vậy là đây là cái video anh làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Quý Hợi Nam Mạng, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm
tháng nào tốt, tháng nào xấu để các em ứng dụng vào cái con đường công việc của mình và có được những cái thành công là cương nhu khi mà làm ăn. Các em xem video thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người tuổi Nam Mạng Quý Hợi được biết để họ cùng với các em vượt qua cái sự khó khăn trong cái năm này. Video đến đây đã hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.